xin chào tất cả mọi người nhé. Lại là em Bích Ngọc đây, và hôm nay Bích Ngọc sẽ hướng dẫn một bài nhảy xúc cổ đan về mùa xuân. Bài nhảy này thì cực kỳ đơn giản thôi, và Bích Ngọc sẽ hướng dẫn cho những anh chị nào mà chưa biết nhảy xúc cổ đan nhé, thì đều có thể nhảy được bài này. Bài này chỉ có tên là bài Xuân Phát Tài, và cũng sắp đến mùa xuân rồi, bài này thì chúng ta sẽ nhảy với không khí là vui tươi nhé. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ có bước tiến lên xuống một lần 8 nhịp, và mọi người nhìn Bích Ngọc nhé. Và chúng ta sẽ có cái phần tay chúng ta kết hợp với chân là mở tay sang ngang như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta cùng thực hiện nhé. Kết hợp này, chân trái bước trước, 1, 2, 3, 4, lùi, 5, 6, 7, 8. Lại lần nữa nhé, chân trái bước trước, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bích Ngọc xoay lại này, mọi người nhìn rõ hơn này. Cùng hướng nhé, bước chân trái lên, chân phải bước ngang, phải bước, trái bước ngang, và tiếp tục chúng ta sẽ lùi chân trái xuống. Lại lần nữa nhé, bắt đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, có một cái lưu ý là khi chúng ta bước ngang, cái chân chúng ta bước ngang thì chúng ta không dẫm hẳn chân sang bên nhé. Chúng ta chỉ chống cái mũi chân thôi, mọi người lưu ý là chống mũi chân và trụ ở phần chân bên phải. Không được, chúng ta không được bước hẳn chân sang nhé. Bước hẳn chân sang chúng ta sẽ bị lỡ nhịp. Chúng ta chỉ bước là sang và chống mũi chân thôi. Tiếp theo chuyển sang động tác thứ hai. Động tác thứ hai sẽ là đi hình quả chám. Chúng ta sẽ có một lần 8 nhịp đi hình quả chám nhé. Tức là chúng ta sẽ phải đi hai lần động tác này. Rồi, động tác này chúng ta cũng đều là chân trái bước trước này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở động tác này chúng ta sẽ vung tay tự nhiên nhé. Tay vung theo chân. Đúng rồi. Tiếp tục lần thứ hai. Ok. Rồi, chúng ta chuyển sang động tác thứ ba. Ở động tác thứ ba chúng ta sẽ có động tác ti tép này. Đẩy sang bên, đổi chân cũng y như vậy. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhé. Đẩy sang bên trái trước này. Tiếp theo, đổi chân đẩy sang bên. Ok. Rồi, chúng ta cùng nhau thực hiện nhé. Bắt đầu này. 1, 2, 3, thu chân. 5, 6, 7, thu chân. Ok, rất tốt ạ. Lại này. Tiếp tục này. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang động tác thứ tư nhé. Động tác thứ tư, chân trái sẽ là chân bước trước, và chúng ta sẽ có hai bước khóa chân wingle trước sau. Rồi, chân trái lên trước này. 1, 2, 3, thu chân. Đổi. 1, 2, 3, thu chân. Kết hợp tất cả các động tác lại với nhau nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quả chám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ti tép đẩy. 1, 2, 3, thu chân đổi. 5, 6, 7, wingle khóa. 1, 2, 3, đổi bên. 5, 6, 7, dừng. Ok, bây giờ Bích Ngọc xoay lại cùng hướng nhé. Và mọi người sẽ tập 4 lần. Chân trái trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quả chám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ti tép đẩy. 1, 2, 3, thu chân đổi. 5, 6, 7, wingle. 1, 2, 3, thu chân. 5, 6, lần thứ 2 lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quả chám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ti tép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wingle. 1, 2, 3, thu chân. 5, 6, lần thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ti tép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wingle. 1, 2, 3, 4,
5, 6, lần cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Có một phần lưu ý, tức là có một đoạn thừa 4 nhịp phách thì chúng ta sẽ đưa hai tay lên trên và vuốt xuống dưới. Làm lại lần nữa nhá, vuốt từ trên xuống dưới. Rồi, bài hướng dẫn đến đây là kết thúc rồi. Chúc mọi người tập thành công nhé. Nếu Bích Ngọc hướng dẫn mà mọi người cảm thấy hay và yêu thích thì hãy nhấn subscribe và chia sẻ kênh ủng hộ Bích Ngọc nhé.